Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay thứ bảy đầu tháng, chúng ta cũng nhớ đến Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta xin Mẹ luôn luôn đồng hành với giáo hội và đồng hành với tất cả mọi nơi đang gặp những cơn khốn khó, đặc biệt trên đất nước của chúng ta trong những ngày đại dịch này. Chúng ta xin Mẹ hãy nâng đỡ và giúp sức cho chúng ta để chúng ta được biết, nhận ra những điều tốt để chúng ta làm và bỏ đi những điều xấu trong cuộc sống hàng ngày. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Boniface Giám mục Tử Đạo. Chúng ta nhìn vào nơi mẫu gương của thánh nhân, chúng ta xin Ngài cũng cho chúng ta được ơn can đảm hơn để làm chứng cho niềm tin và được sống trong đức tin của Thiên Chúa và giới thiệu ơn Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Để tất cả những ước nguyện của chúng ta được đẹp lòng Thiên Chúa, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Cùng anh em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha và anh em, rảo quanh những trang mạng trong suốt những ngày qua, có lẽ chúng ta thấy có những tin rất nổi bật về đâu đâu cũng đang bàn tán về những nỗi lo sợ của virus corona. Và chính những cái nỗi lo sợ đó, con người của chúng ta đang tìm cách để rồi chống chọi nó. Nhưng trong những trang mạng ấy cũng còn có những tin lùm xùm hơn nữa về những con người nổi danh để làm những công tác từ thiện, rồi để rồi đến giờ phút này đang hạ bệ nhau trong cuộc đời. Tất cả những cái công việc ấy cũng chỉ là tô son chét phấn cho chính bản thân mình, đánh bóng cho chính bản thân mình, để rồi bây giờ hạ bệ nhau chẳng còn gì trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy những vụ lùm xùm của danh hài Hoài Linh, của bà Thanh Hằng, rồi của biết bao nhiêu những con người đang nổi cộm về những việc làm việc từ thiện, bố thí, giúp sức, giúp đỡ nhau một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tất cả những cái điều đó cuối cùng bây giờ chẳng còn gì trong cuộc sống này. Và ngày hôm nay chúng ta lại đụng được 2 bài đọc. Một bài đọc một của ông Tobia, chúng ta thấy với một thiên sứ đến cũng nhắc nhở về những đồng tiền. Rồi tới tin mừng của ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng cho chúng ta thấy 2 khuôn mặt. Khuôn mặt của những người kinh sư biệt phái về những đồng tiền bỏ trong đền thờ, rồi của một bà quá nghèo cũng bỏ những đồng tiền trong đền thờ. Nhưng giá trị của 2 đồng tiền đó nó khác nhau. Giá trị của cái những đồng dư bạc thừa
để rồi để làm những việc từ thiện đó bằng cái việc cho mọi người biết khua chiêng đánh trống, cho mọi người biết việc của một người âm thầm bỏ những đồng cắt lẻ, nhưng đấy là cả tài sản của một người phụ nữ nghèo khó. Vâng, tất cả những điều đó chúng ta nhìn thấy cũng có hình ảnh của chúng ta trong cuộc sống đấy. Và chắc hẳn chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng đi rong ruổi, cũng đi nơi này nơi kia, chúng ta cũng đến gặp gỡ này gỡ kia, làm những công tác bác ái tông đồ, làm những cái việc chúng ta cứ nghĩ rằng là to tát trong cuộc sống này, và cuối cùng cũng chẳng có gì ngoài cái việc để mà chính bản thân chúng ta được mọi người tôn vinh. Và có lẽ rằng khi chúng ta làm những công việc ấy, chúng ta cũng cần phải nhìn lại trong tin mừng của ngày hôm nay về lời nhắn nhủ mà Đức Giê-xu cũng đang nhắn nhủ cho chính mỗi chúng ta, để rồi chúng ta cùng đặt lại, chúng ta cần suy nghĩ lại tất cả những hành động chúng ta làm. Và việc bác ái, việc từ thiện cũng không chỉ ở, cũng không phải ở đâu xa, ở ngay trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Từ tất cả những cách cư xử với nhau, từ tất cả những cái cách mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau, từ lời ăn tiếng nói, từ miếng ăn miếng ngủ, miếng giấc ngủ với nhau, cũng là tất cả những cái hành động chúng ta đang bác ái với nhau trong cuộc sống. Và bác ái đó chúng ta cũng xin Chúa, cũng chỉ biết dựa vào ơn Chúa mà thôi, để rồi chúng ta biết thay đổi chính con người của mình về cách cư xử, về cách chia sẻ, về tất cả những gì chúng ta đang làm, không phải cho chính bản thân chúng ta, mà là cho chính danh Chúa được thể hiện trong cuộc đời của mình. Và hơn nữa, những gì chúng ta làm, để rồi chúng ta chỉ biết một ngày nào đó Chúa sẽ trả lại tất cả những gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này, về những gì chúng ta đang cư xử với nhau, và chúng ta sẽ trả lại những gì mà Chúa làm cho chúng ta, và ta cũng sẽ làm cho Chúa trong cuộc đời này. Xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta can đảm hơn, biết nhìn nhận lại tất cả những hành động chúng ta đang cư xử với nhau. Amen.